Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp năm sách cánh diều bài 2 ôn tập về các phép tính với số tự nhiên tiết 2. Các em có thể theo dõi toàn bộ video về toán lớp năm sách cánh diều của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em tìm kiếm với từ khóa toán 5 cánh diều Thành Đô Vlog. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog thì các em có thể tham gia nhóm Zalo gia hoàn toàn miễn phí bằng cách là kem mở Zalo bấm quét mã QR hoặc là kem tham gia theo đường link ở phần mô tả của video kem nhớ xin phép phụ huynh trước khi tham gia nhóm nha để tiếp thêm động lực cho kênh quý vị phụ huynh có thể ủng hộ kênh theo số tài khoản ở phần mô tả của video bài tập số 4, tính giá trị của mỗi biểu thức sau đây là các biểu thức gồm các phép tính rất là cơ bản chúng ta đã được học rất kỹ rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video các em làm trước giờ giấy nhấp sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và kiểm tra xem là mình đã làm đúng hay chưa có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không các em chỉ cần nhớ quy tắc là chúng ta tính trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau không có dấu ngoặc thì các em nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau Rồi trước hết là câu E, biểu thức không có dấu ngoặc, có phép nhân và phép cộng, kem thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau, kem nhớ là nhân chia trước, cộng trừ sau. 34 x 3 bằng 102, sau đó kem cộng với 28, ta được kết quả bằng 130. Câu B, có phép trừ và phép nhân, kem thực hiện phép nhân trước, phép trừ sau.

Câu D. Biểu thức có dấu ngoặc, các em tính trong ngoặc trước. Lấy 18 cộng 37 bằng 55. Sau đó các em lấy 55 nhân với 24. Các em tính được kết quả bằng bao nhiêu? A à, bằng 1320. Rồi câu E. Các em tính trong ngoặc trước. 256 cộng với 64 bằng 320. 320 chia cho 16 bằng 20. Câu G các em thực hiện trong ngoặc trước. 121 trừ đi 88 bằng 33. 33 chia cho 11 bằng 3. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Mẹ Oanh đi siêu thị mua 3 bộ quần áo trẻ em và một bộ quần áo người lớn hết 370.000 đồng. Tính số tiền mua mỗi bộ quần áo trẻ em. Biết rằng một bộ quần áo người lớn có giá bán là 115.000 đồng và giá bán mỗi bộ quần áo trẻ em là như nhau. Rồi trước hết là chúng ta phân tích bài toán. 3 bộ quần áo trẻ em và một bộ quần áo người lớn có tổng số tiền là 370.000 đồng. Trong đó một bộ quần áo người lớn có giá tiền là 115.000 đồng. Từ đó chúng ta có thể tính được giá tiền của ba bộ quần áo trẻ em bằng cách là lấy 370.000 trừ đi 115.000 bằng bao nhiêu? Các em bấm tạm dừng video và các em tính xem là bằng bao nhiêu. À bằng 255.000 đồng Bây giờ muốn biết số tiền mua mỗi bộ quần áo trẻ em là bao nhiêu Các em lấy 255.000 đồng Các em chia cho 3 Được chưa Chia cho 3 Thì chúng ta tìm được giá tiền của một bộ Rồi Trước hết là chúng ta tính giá tiền của 3 bộ 3 bộ quần áo trẻ em có giá tiền là Lấy 370.000 Trừ đi 115.000 Ta tính được 255.000 đồng Đây là 3 bộ Vậy một bộ thì các em chia cho 3 Số tiền mua mỗi bộ quần áo trẻ em là Kem lấy 255.000 Chia cho 3 Ta được kết quả bằng bao nhiêu À bằng 85.000 đồng Rồi đáp số là 85.000 đồng Bài tập số 6 đặt các số từ 1 đến 9 vào ô trống. Mỗi số chỉ dùng một lần, sao cho tổng các số ở hàng dọc và hàng ngang đều là số lẻ. Rồi kem dùng các số từ 1 đến 9 thôi, mỗi số chỉ được phép dùng một lần, sao cho tổng các số ở hàng dọc, ở mỗi hàng dọc nha, và tổng các số ở mỗi hàng ngang đều là số lẻ. Trước hết là chúng ta có nhận xét mỗi hàng dọc là có 3 ô mỗi hàng ngang cũng có 3 ô và chúng ta biết được là ba số lẻ cộng với nhau chúng ta được kết quả là một số lẻ có đúng là 1 cộng 3 cộng 7 bằng 11 là số lẻ đúng không ba số lẻ cộng với nhau bằng số lẻ hai số chẵn cộng với một số lẻ ta được kết quả là một số lẻ Ví dụ 2 cộng 4 cộng 1 bằng 7. Được chưa? Rồi, các em cứ theo quy tắc này, các em sắp xếp. Trước hết là chúng ta lấy ngẫu nhiên một số này. Ví dụ là 1 này. 2 này. Hàng này các em sử dụng số chẵn thì các em nhớ là phải hai chẵn một lẻ. Hai chẵn một lẻ, được chưa? Nếu sử dụng số chẵn thì các em phải nhớ là hai chẵn một lẻ. Còn nếu sử dụng số lẻ thì có thể là ba số lẻ hoặc là một số lẻ hai số chẵn. Rồi ở đây là 3 này. 3 5 này, ở cột này là ba số lẻ này. 3 6 Một số chẵn thì số còn lại phải là số chẵn này. Được chưa? Rồi, cột này hai chẵn một lẻ này. Hai chẵn một lẻ. Được chưa? Như vậy là đủ các số từ 1 đến 9 chưa? mỗi số chỉ được phép dùng một lần. Trước hết là mỗi hàng 1 cộng 2 cộng 4 ta được số lẻ là 7. 3 6 cộng 8 ta được số lẻ là 17. 5 cộng 7 cộng 9 ta được số lẻ là 21. Rồi mỗi cột này 1 cộng 3 cộng 5 ta được số lẻ là 9. 2 cộng 6 cộng 7 ta được số lẻ là 15. 4 cộng 8 cộng 9 ta được số lẻ là 21. Được chưa? Các em có thể sắp xếp theo nhiều cách khác nhau. Ở đây thầy giáo ví dụ như vậy. Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.